doanh thu là nhờ những giống mây mà những lịch cộng đồng đó, là giống mây mà ở mùa thanh hà làm vốn đó, một cái sản phẩm là đưa lên, mình làm một sản phẩm mình đưa lên cho họ, cho dù khách vô của mình 15 người ở đây, 15 cái sản phẩm xuống để khách tin trong cái sản phẩm đó họ mang về là kêu có bé của bà làm. À nhỏ nhỏ vậy là dạ, một à. Anh ngồi vô đục đi để cho biết thấy thực tế. À. Rồi cái này là anh mang về anh đưa cho khách họ mới biết là tới đây khách tên như thế. Cái con anh đi khách lẻ không mua vé mà không đóng vé mà. Cái còn lên anh hờ là phải đóng vé. À không vé. Ví dụ như trời nữa là họ họ cát cái này miếng gỗ luôn cần này thật. Thế là ví dụ như họ làm cái một cái lồng đèn như thế này, thấy không? Trong suối nó là mặt trước này bây giờ mình hơi con dốt, mà sau nó là khách đục, mà sợ hán nhỏ quá là khách đục không được. Ừ. Vì tai á lại không phải như Việt Nam mình á. Thằng nó bự luôn. Hán cần chữ bự. In hoa như đi nè. À. Chứ còn nếu mà cái chữ mà tí 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 là chỉ mình đục thôi, chứ hán đục không được đâu. Tí mà đục mà hán bởi hán là chủ ý tới tới đây được đục. Ừ. Chứ cái không tới tai mình đục. Nên thành ra nó là hán khó mới vậy. Mới làm những cái gỗ bự như thế này mới đục khách được, chứ còn nhỏ quá sợ đục không được. Mà những món quà là hắn có cái cỡ vừa 6 phân vuông, hắn rất nhỏ nên là đục đó, có thể là khách họ không đục họ mong có món quà nào vậy theo cái quà rồi thằng tôi cho thấy rồi cái sản phẩm của mình là làm khi nào cũng có cách được trải nghiệm thử đi. Dạ anh cái ngồi đó luôn có bạn.